Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Blinken Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu và châu Á từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 4. Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 11 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến công du Vương quốc Anh, Ireland, Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 4. Thông báo cho biết thêm, tại thủ đô Hà Nội, Ngoại trưởng Blinken sẽ có các cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Ngoại trưởng cũng sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Việt Nam để trao đổi về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình và có sức chống chịu mạnh mẽ. Sau đó, ngoại trưởng Blinken sẽ tới Karuizawa, Nhật Bản để tham dự hội nghị ngoại trưởng G7 và thảo luận với những người đồng cấp về phương hướng cho một loạt vấn đề toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột Nga Ukraine giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh lương thực và an ninh năng lượng và thúc đẩy tầm nhìn tích cực về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trước khi tới châu Á, Ngoại trưởng Blinken sẽ tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Vương quốc Anh và Ireland từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4. Trước đó, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4, Phái đoàn nghị sĩ lưỡng viện Quốc hội Mỹ do Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff McLean dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam thượng nghị sĩ Merley cho biết phái đoàn nghị sĩ tới việt nam lần này với hai sứ mệnh quan trọng đó là thúc đẩy quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và nâng tầm quan hệ hợp tác việt mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ vấn đề biển đông biến đổi khí hậu đến hợp tác đầu tư